Ông cháu cắt tóc của gì hả ông cháu? Ở đây có kiểu tóc gì hot nhất, đắt nhất, ông chú cho cháu tham khảo ạ. À, kiểu tóc hot nhất và đắt nhất hiện nay ở đây à? Vâng. Kiểu tóc mà hot nhất này, đắt nhất hiện nay ở đây thì nói thật là bên chú này là lây bôm này bôi cần chéo hay tạt Hải Phòng mullet các thứ thì combo toàn 100 thôi. Cả bội đầu thôi. Còn ông cháu mà muốn mà đắt hơn nữa thì ông cháu nhuộm. Ông cháu có nhuộm tóc không? Thôi cháu nhuộm không? Cháu cắt thôi. Thế thì ông cháu lây bôm môi cần chéo, đầu mullet này, đầu tạt Hải Phòng này, đầu lê mino này, đầu lê đông húc, ông cháu chọn đầu nào? Ông chú thiết kế cho cháu quả lê bôm. Lê bôm gì? Vâng. Vào việc luôn ông cháu nhá. Vâng. Dạy đi ông cháu hay xong đấy. Quả đầu lê bông của cháu đâu nhỉ chú nhỉ? Đấy, quả đầu lê bông của ông cháu đấy được không? Được luôn chú ơi. Đẹp không? Đẹp luôn chú. Vâng, quay vòng cho ông cháu xem. Ok chưa? Quả đầu này hết bao tiền rồi ông chú nhỉ? Quả đầu này của ông cháu hết 100 đấy. Thôi cắt đẹp này cháu bao thêm chú 100 nữa. Ok, thank you ông cháu nhá. Vâng. Bây giờ ông cháu đi đâu ấy? Ông cháu đi đón mẹ đây. Đi đón mẹ, không đón người yêu à? Thôi không đón người yêu. Đẹp trai lại phải đón gái thì đi đón mẹ cái thằng này mày. Để chuyển khoản cho chúng tôi đúng không? Ok.